Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hẹn Biết Channel. Bạn có thể đã nghe đến toàn cầu hóa trên tin tức, thì thoảng nó sẽ được nhắc đến trong các cuộc họp của chính phủ như một xu hướng tất yếu của tương lai. Vậy thực sự toàn cầu hóa là gì? Nó bắt đầu từ đâu? Và ảnh hưởng của nó đến với Việt Nam như thế nào? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được chúng mình giải đáp trong video ngày hôm nay. Phần thứ nhất, tổng quan về toàn cầu hóa. Về định nghĩa, toàn cầu hóa có thể được định nghĩa đơn giản là sự tăng tốc độ vận chuyển và trao đổi hàng hóa, con người, vốn, công nghệ và văn hóa trên toàn thế giới. Toàn cầu hóa giúp thúc đẩy sự tương tác giữa các vùng và các dân tộc khác nhau trên toàn cầu. Về lịch sử của toàn cầu hóa thì thế nào? Lịch sử của toàn cầu hóa mở đầu bằng thời kỳ con đường tơ lụa, từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ năm sau công nguyên. Tuy rằng sự tiếp xúc giữa các nền văn hóa và sự giao thương giữa các nước đã tồn tại từ rất lâu trước khi con đường tơ lụa xuất hiện, chưa có cái giai đoạn nào mà giao thương giữa các nước được thực hiện với khối lượng khổng lồ như thế này. Vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, các sản phẩm xa hoa từ Trung Quốc bắt đầu xuất hiện tại rìa lục địa Á Âu, tại thành Rome. Bước tiếp theo, trên con đường tiến đến toàn cầu hóa. Giai đoạn con đường gia vị từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 15 sau công nguyên, được các thương nhân Hồi giáo thực hiện. Với sự ra đời của Hồi giáo vào năm 662 sau công nguyên, những cộng đồng theo đạo Hồi mang tôn giáo này lan tỏa vượt qua biên giới các nước và cùng với đó là thừa nghiệp. Nhà tiên tri Mohammed, người khai sinh ra đạo Islam, cùng với vợ của mình là Khadija, đều là những thương nhân. Nếu như trước đây tơ lụa là mặt hàng chính được các thương nhân mang đến châu Âu, thì đến thời kỳ Trung Cổ, gia vị đã trở thành tâm điểm của buôn bán. Tiếp sau đó, giai đoạn của các phát kiến khoa học, thế kỷ 15 cho đến thế kỷ thứ 18, là giai đoạn mà toàn cầu hóa thực sự cất cánh. Các nhà thám hiểm châu Âu đã có thể kết nối phương Tây và phương Đông và phát hiện ra một châu lục mới, đó là châu Mỹ. Cùng với những phát hiện mới trong nhiều lĩnh vực như thiên văn học, cơ học, vật lý và nhất là hàng hải, các nhà thám hiểm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và sau đó là Hà Lan và Anh đã khám phá ra nhiều con đường hàng hải mới. Các bạn biết không, sự xuất hiện của đế quốc Anh đã bắt đầu làn sóng toàn cầu hóa đầu tiên kéo dài từ thế kỷ 19 đến năm 1914. Kể từ cuối thế kỷ 18, với thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, đế quốc Anh đã thống trị thế giới cả về địa lý, với vô số thuộc địa trên thế giới và công nghệ, các phát minh như động cơ hơi nước, máy dệt công nghiệp. Làn sóng toàn cầu hóa thứ hai và thứ ba không kéo dài được lâu khi mà mâu thuẫn giữa các quốc gia này ngày càng lớn dần. Hai cuộc chiến tranh thế giới đã kết thúc làn sóng toàn cầu hóa đầu tiên với hàng triệu người thiệt mạng và vô số thành phố bị phá hủy. Tuy vậy, khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là lúc kinh tế thế giới có một khởi đầu mới. Nước Mỹ vươn lên dẫn đầu nền kinh tế thế giới với những thành quả có được từ cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Làn sóng toàn cầu hóa lại lan tỏa ra khắp thế giới. Cho đến năm 1989, với sự sụp đổ của bức màn sắt chia rẽ châu Âu, toàn cầu hóa đã đạt được những bước tiến lớn. Xuất khẩu vào năm 1989 chiếm đến 14% GDP toàn cầu. Tuy vậy, chỉ cho đến khi bức tường Berlin sụp đổ và Liên Xô tan rã, thì toàn cầu hóa mới thực sự là một hiện tượng toàn thế giới. Sự ra đời của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO khuyến khích các nước tham gia vào các hiệp định thương mại tự do mới. Vào năm 2001, Trung Quốc, quốc gia mà phần lớn thế kỷ 20 khép mình lại với thương mại toàn cầu, đã tham gia WTO và trở thành một công xưởng của thế giới. Ngoài ra, với sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, các công nghệ mới, trong đó nổi bật nhất là Internet, đã cách mạng hóa chuỗi giá trị toàn cầu. Kết quả là, những năm đầu thế kỷ 21 đã đạt được nhiều dấu mốc lịch sử mới trong thương mại, xuất khẩu tăng vọt đã đạt đến 1/4 tổng giá trị GDP. Trong khi đó, thương mại chiếm đến khoảng một nửa tổng giá trị GDP toàn cầu. Nhiều quốc gia, ví dụ như Singapore hoặc Bỉ, thương mại có thể chiếm đến 100% GDP. Ngày nay, thế giới lại đang đứng trước sự tác động của một làn sóng toàn cầu hóa mới, toàn cầu hóa trong thời đại 4.0. Vậy làn sóng này đã tác động đến thế giới như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở phần 2 nhé! Trước hết, tác động về kinh tế. Toàn cầu hóa góp phần thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế cũng như kinh tế xã hội của mỗi quốc gia và toàn thế giới thông qua quá trình mở rộng thị trường, buôn bán, giảm bớt sức ép về thuế. Các nhân tố sản xuất như vốn, cả vốn cố định, vốn con người gia tăng và khoa học kỹ thuật cũng được khuyến khích trong việc tự do hóa lưu thông vốn và phát triển hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu hiệu quả. Ảnh hưởng lớn nhất của toàn cầu hóa lên kinh tế là sự phát triển của thương mại quốc tế và các hoạt động kinh tế khác như sản xuất, đầu tư và từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới với nhiều sự trao đổi về mặt kinh tế giữa các quốc gia. Chính nhờ có toàn cầu hóa mà sự tăng trưởng kinh tế ngày càng mạnh mẽ trên toàn thế giới,
số lượng nước nghèo giảm đi, xuất hiện những nước đang phát triển nhanh chóng như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil. Thông qua sự tăng đầu tư vốn và công nghệ thông tin, các quốc gia nhận đầu tư, thường là quốc gia đang phát triển, sẽ có điều kiện để học hỏi, kinh nghiệm tổ chức quản lý, phát triển kinh tế, nhận chuyển giao khoa học công nghệ từ các nước phát triển hơn. Từ đó giúp các nước thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn, cải thiện, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có thể nói, các ngành công nghiệp chứng kiến sự tăng trưởng lớn trong khả năng sản xuất bởi quá trình toàn cầu hóa dẫn đến sự phân bổ sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau, do đó hình thành nên sự chuyên môn hóa về mặt sản xuất. Mỗi quốc gia tham gia vào một mặt của quá trình sản xuất và từ đó đóng góp vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính điều này mà có thể tận dụng tối đa nguồn lực về vốn, lao động, đất đai kết hợp với sự chuyển giao công nghệ khiến cho chi phí sản xuất giảm đi đáng kể, trong khi năng suất lao động lại không ngừng tăng cao. Thương mại hàng hóa và dịch vụ phát triển và ngày càng trở nên hiệu quả hơn. Sự xuất hiện của các khu vực thương mại tự do giúp giảm bớt các rào cản thương mại, hạn ngạch và thuế quan nhập khẩu và tăng cường thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới đã tăng gấp đôi từ năm 1995 để đạt hơn 16,5 nghìn tỷ USD vào năm 2008. Đến nay, con số này đã tăng lên đến gần 200 nghìn tỷ USD. Kể từ năm 1995, thương mại hàng hóa thế giới đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 7,5%. Giai đoạn 2000-2008, nó đã tăng tốc hơn nữa lên mức trung bình là 13%. Sau đó, mặc dù có sự giảm sút trong giá trị xuất khẩu ở một vài năm, đặc biệt là năm 2009 do khủng hoảng tài chính và năm 2020 do dịch bệnh, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trên thế giới nhìn chung vẫn có sự tăng trưởng và đạt gần 22 nghìn tỷ USD trong năm 2021. Ngoài ra, chúng ta cũng phải kể đến sự hình thành và phát triển của các tập đoàn đa quốc gia hay doanh nghiệp toàn cầu với những hoạt động sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ tại một hoặc nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Nền kinh tế thế giới phụ thuộc vào hoạt động của các công ty đa quốc gia và các hoạt động thương mại quốc tế, nhưng cũng phụ thuộc rất nhiều vào tài chính, một nhân tố quan trọng của toàn cầu hóa. Việc mở cửa biên giới cho vốn nước ngoài bắt đầu từ những năm 1970 đã trở nên rõ rệt hơn vào cuối những năm 1980. Điều này khiến cho định nghĩa tài chính được mở rộng ra với các hoạt động tài chính quốc tế như các khoản vay ngân hàng và tín dụng thương mại, cổ phiếu và trái phiếu, FDI cũng như trao đổi tiền tệ, sự chuyển tiền từ người di cư đến các quốc gia xuất xứ của họ. Mặc dù toàn cầu hóa mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia tham gia, tuy nhiên mỗi quốc gia sẽ có những ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. Thực tế, các nước giàu được hưởng lợi từ toàn cầu hóa nhiều hơn các nước đang phát triển, vì các nước phát triển chiếm gần 80% giá trị thương mại xuất khẩu và hơn 70% vốn đầu tư FDI trên toàn cầu. Hơn nữa, các nước đang phát triển thường khai thác xuất khẩu vào các tài nguyên khoáng sản sơ chế, có hàm lượng công nghệ thấp, giá thành rẻ và thường phải nhập thiết bị công nghệ giá cao nên dẫn đến thâm hụt ngoại thương cao. Bên cạnh những tác động về mặt kinh tế, xã hội, xu thế toàn cầu hóa cũng có những ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống chính trị của các quốc gia. Ngày nay, các tác nhân phi nhà nước, các tổ chức liên chính phủ toàn cầu và khu vực ICO hay tổ chức phi chính phủ NGO ngày càng phát huy ảnh hưởng một cách mạnh mẽ. Trong quá trình toàn cầu hóa, các quốc gia mời để hợp tác, giao lưu với các quốc gia trong khu vực. Đây là một xu hướng không thể tránh khỏi và nó cũng tạo điều kiện cho các ICO tham gia vào các quyết định chính trị trong nội bộ của các quốc gia. Các tổ chức liên chính phủ khu vực toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á, các hoạt động bao phủ hầu như mọi khía cạnh của hoạt động chính trị, xã hội và kinh tế và có thể liên kết mọi người từ các xã hội khác nhau trong mạng lưới xuyên quốc gia. Các tổ chức như WTO, WB, IMF đều gắn các điều kiện nghiêm ngặt vào các khoản cho vay của mình, đưa ra các đòi hỏi chính trị liên quan mà có thể phá hoại các quy tắc truyền thống về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Các tổ chức phi chính phủ cũng đang định hình thị hiếu và các giá trị cho các thành viên, đồng thời cũng là công dân của nhà nước. Các quốc gia không thể cách ly dân chúng khỏi cuộc cách mạng khoa học công nghệ nói chung và cách mạng thông tin nói riêng, và vì vậy phải chia sẻ sân khấu chính trị của mình với những chủ thể phi truyền thống này. Số lượng các chủ thể tham gia vào các quyết định chính trị ngày càng mở rộng. Theo đó, nhà nước ngày càng thiên về nhà nước dịch vụ và hỗ trợ, cũng chính là xu hướng chuyển từ nhà nước thuần túy cai trị sang một nhà nước cung ứng dịch vụ công và kiến tạo phát triển. Cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc đến là khía cạnh văn hóa xã hội. Về xã hội, toàn cầu hóa tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và công nghệ thông tin. Đồng thời, nhiều ngành nghề cũng biến mất do sự phát triển của máy móc, công nghệ. Bên cạnh đó, hiện tượng chảy máu chất xám cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm, bởi trong thế giới hội nhập, con người có thể tự do di chuyển, định cư hay học tập ở các quốc gia khác. Ở các nước kém phát triển hơn, sẽ xuất hiện tình trạng các nhân tài, những người lao động tài giỏi thường lựa chọn học tập,
làm việc ở các quốc gia phát triển thay vì cống hiến cho đất nước. Việc tự do di chuyển về con người cũng gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến xã hội. Nhập cảnh, nhập cư trái phép dẫn đến xuất hiện những hành vi phạm tội có yếu tố gây bất ổn trật tự xã hội. Sự lây lan của dịch bệnh cũng trở nên đáng lo ngại hơn, điển hình là đại dịch COVID-19 với những ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội toàn cầu. Còn về văn hóa thì như thế nào? Quá trình toàn cầu hóa cùng với sự hội nhập về kinh tế cũng dẫn đến sự thay đổi lớn trong văn hóa. Sự trao đổi về con người, sâu thông và sự phát triển trong du lịch dẫn đến sự trao đổi, hội nhập và giao thoa giữa các nền văn hóa. Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho việc hiện đại hóa và làm phong phú nền văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, đây cũng là nguy cơ làm mai một bản sắc văn hóa dân tộc. Tác động lên thế giới là như thế. Vậy toàn cầu hóa tác động ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Tác động về kinh tế. Ngày nay, Việt Nam là nước bảo đảm tiến độ và công bằng xã hội tốt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tuy nhiên, những thách thức trong quá trình toàn cầu hóa đối với Việt Nam là hết sức lớn. Một trong những thách thức lớn đối với Việt Nam có lẽ là thách thức về kinh tế. Việt Nam bắt đầu tiến hành mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới từ năm 1986. Nhiều chủ trương đổi mới, mở cửa, trong gần 20 năm qua, Việt Nam đã thu được những thành tựu hết sức to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Trên lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng vào loại cao trong khu vực. Nếu so sánh với các nước, các vùng lãnh thổ trong khu vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được xếp vào hàng cao nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 1994, nhiều nhà kinh tế cũng như lãnh đạo Việt Nam đã nói đến nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế. Cho đến nay, trải qua hơn 10 năm tiếp tục đổi mới, nguy cơ đó vẫn tồn tại và hết sức to lớn. Để tránh nguy cơ đó, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong môi trường hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn để khắc phục nguy cơ tụt hậu. Tuy nhiên, chủ trương đó được thực hiện trong điều kiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế có tiến bộ nhưng vẫn còn thấp xa so với yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Tích lũy từ nền kinh tế để công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn thấp, kết cấu hạ tầng lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Do vậy, những khó khăn của việc thực hiện quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa là không nhỏ. Xét về mặt cơ cấu nền kinh tế, Việt Nam vẫn là nước nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn. Sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp và nông thôn sang các ngành nghề khác còn rất khó khăn. Tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ có phần chững lại, tỷ lệ lao động được đào tạo và lao động có trình độ cao còn rất thấp, sự lãng phí trong đầu tư còn quá lớn. Thêm vào đó, nền công nghiệp lại phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở hai đầu của đất nước, do đó sự phát triển công nghiệp ở vùng sâu, vùng xa đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, những tiềm năng của các thành phần kinh tế chưa được phát huy hết. Kinh tế nhà nước chưa làm tốt được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tập thể chậm phát triển, kinh tế tư nhân chưa phát triển đúng với tiềm năng của nó nhằm tạo động lực cho toàn bộ nền kinh tế. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng những thách thức về mặt kinh tế của Việt Nam bao gồm rất nhiều vấn đề lớn. Tuy nhiên, toàn cầu hóa kinh tế lại là cơ sở của quá trình toàn cầu hóa nói chung. Vì vậy, nếu không giải quyết được sớm các vấn đề trên, thì nước ta sẽ bị tụt lùi sâu trong cuộc đua toàn cầu hóa. Cùng với thách thức về kinh tế, toàn cầu hóa đang đặt ra cho nước ta những thách thức lớn về mặt xã hội. Trước hết là nạn thất nghiệp và thiếu việc làm. Kể từ khi nước ta bắt đầu hội nhập, nền kinh tế trở nên năng động hơn. Các thành phần kinh tế có cơ sở phát triển mạnh mẽ, nhưng sự cạnh tranh giữa chúng có phần quyết liệt hơn. Chính sự cạnh tranh đó đã làm cho nhiều cơ sở sản xuất, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhiều cơ sở sản xuất phải tiến hành tinh giản biên chế. Tình trạng đó làm tăng thêm đội ngũ những người không có việc làm hoặc có việc làm không ổn định. Theo số liệu của các cơ quan chức năng, tình trạng thất nghiệp ở thành thị còn ở mức khá cao, nạn thiếu việc làm ở nông thôn còn rất nghiêm trọng. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo, cái trục của sự phân tầng xã hội. Ở Việt Nam, trong những năm qua, ngoài số người giàu có một cách hợp pháp, còn có không ít những kẻ giàu lên nhờ những hành vi tham nhũng, buôn gian, bán lận, làm ăn theo kiểu chụp giật trong giai đoạn tranh tối, tranh sáng của cơ chế thị trường. Điều đáng lo ngại là số người giàu lên theo kiểu này không ít, vì thế không phải ngẫu nhiên mà tham nhũng đã được xem như là quốc nạn ở Việt Nam. Ngoài ra, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và nông thôn, miền xuôi và miền núi đang có xu hướng ngày càng giãn ra. Chẳng hạn 20% số người có thu nhập cao nhất gấp 4,3 lần 20% số người có thu nhập thấp nhất vào năm 1993, nhưng vào năm 1996, con số đó là 7,3 lần và năm 2002 là 8,14 lần. Nếu như nạn tham nhũng không được đẩy lùi và nhà nước không có những biện pháp hữu hiệu hỗ trợ cho người nghèo, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, thì trong thập kỷ tới, khoảng cách giữa người giàu, người nghèo có thể sẽ tiếp tục tăng lên.
tình trạng thiếu việc làm, sự phân hóa giàu nghèo lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự. Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, kể từ năm 1986 đến nay, tệ nạn xã hội ở Việt Nam phát triển mạnh về quy mô và số lượng, tính chất hoạt động của các tệ nạn xã hội ngày nay ngày càng tinh vi, tình hình tội phạm hình sự có nhiều biểu hiện phức tạp. Tổng số vụ phạm pháp hình sự tuy không gia tăng đột biến, nhưng số vụ trọng án tăng nhanh và chiếm tỷ lệ cao. Điều đáng lưu ý là, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển giao lưu kinh tế quốc tế, các hoạt động tội phạm có yếu tố nước ngoài cũng phát triển mạnh mẽ. Các bạn có biết, đó là hiện tượng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam và người Việt Nam phạm tội ở nước ngoài. Một số loại tội phạm nguy hiểm trước đây chưa từng thấy ở Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện, như tội buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới Trung Quốc và Campuchia, tội vận chuyển và buôn bán chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước khác, tội rửa tiền, tội bắt cóc con tin. Do mở rộng giao lưu, việc xuất nhập cảnh vào Việt Nam thuận lợi hơn trước nên nhiều tên tội phạm gây án ở nước ngoài rồi tìm cách chạy vào Việt Nam để ẩn náu. Thậm chí nhiều tên còn tiếp tục gây án tại Việt Nam. Trái lại, một số tên tội phạm đã gây ra những vụ án nghiêm trọng ở Việt Nam rồi tìm cách chạy trốn ra nước ngoài, hòng lẩn tránh sự trừng trị của pháp luật Việt Nam. Ngoài thách thức về kinh tế và xã hội, Việt Nam còn phải đối mặt với thách thức không nhỏ về văn hóa. Các thế hệ lớn tuổi có xu hướng quay về văn hóa truyền thống và bảo lưu các giá trị văn hóa cổ truyền, khó thích ứng với văn hóa hiện đại. Những chủ thể văn hóa chịu ảnh hưởng của tư tưởng hiện đại và văn hóa lý tính lại có xu hướng đề cao văn minh công nghiệp và đề cao vị thế của chủ thể hiện đại trong xã hội công nghiệp. Lớp trẻ lại đặc biệt nhạy cảm với văn hóa hiện đại. Họ vừa có xu hướng xa lánh văn hóa truyền thống, vừa phê phán văn hóa lý tính và đề cao sự nổi loạn cá nhân, chạy theo những giá trị của văn hóa tiêu dùng. Dù chưa hội đủ cơ sở cho sự xuất hiện của văn hóa hậu hiện đại như các nước phát triển, nhưng tâm thái văn hóa hậu hiện đại đã từng bước xâm nhập vào văn hóa Việt Nam qua văn hóa đại chúng, văn nghệ bình dân, văn hóa ăn nhanh và truyền thông đa phương tiện. Đây có thể coi là bước đi trước về ảnh hưởng văn hóa dưới tác động của toàn cầu hóa văn hóa. Bên cạnh đó, ở Việt Nam hiện nay còn xuất hiện sự phục hưng của các giá trị văn hóa truyền thống, phục hưng văn hóa hoàn toàn khác biệt với phục cổ. Phục hưng văn hóa chính là việc phát huy những giá trị tốt đẹp nhất của văn hóa dân tộc. Trong đó nổi bật nhất là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo. Đây vừa là di sản của văn minh nông nghiệp hàng nghìn năm kết thành căn tính và tố chất người Việt, vừa là ưu thế để văn hóa Việt Nam không bị đồng hóa dù đã trải qua nghìn năm Bắc thuộc. Còn tác động về chính trị thì sao? Toàn cầu hóa đã và đang đặt ra những thách thức nghiêm ngặt cho chức năng và vai trò của nhà nước, hạn chế chủ quyền, hạn chế tính tự chủ trong chính sách kinh tế, xã hội, chịu sự ràng buộc quốc tế. Điều đó không hề phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò của nhà nước, trái lại khẳng định phải phát huy vai trò của nhà nước trên cơ sở cải cách, điều chỉnh một cách khoa học về tổ chức và hoạt động của nó cho phù hợp với sự tác động của toàn cầu hóa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cũng chịu sự ảnh hưởng của các quốc gia và các thể chế toàn cầu trong việc thực thi quyền lực chính trị. Bản thân nhà nước cũng bị áp lực phải thay đổi cách thức tổ chức, quản lý, điều hành đối với các lĩnh vực. Quá trình tạo ra các quyết sách chính trị cũng không thể bó hẹp và khép kín trong nhóm các nhà lãnh đạo như trước đây, mà có sự tham gia và ảnh hưởng của nhiều chủ thể khác nhau trong và ngoài nước. Để đạt được mục tiêu phát triển đất nước, việc thực thi quyền lực chính trị ở Việt Nam ngày càng phải dựa vào sự tham gia của các khu vực ngoài nhà nước cũng như sự cộng tác của toàn xã hội. Phải chăng Việt Nam cần dung hòa giữa các giá trị và chuẩn mực mới từ thực tiễn và các giá trị và chuẩn mực cũ mang đậm tính hệ tư tưởng? Người dân phải được đặt vào trung tâm quá trình hoạch định và thực thi chính sách trở thành một yêu cầu mang tính nguyên tắc. Đảng Cộng sản cầm quyền và nhà nước cần cùng lúc củng cố bộ máy tổ chức trong khi cần tạo dựng sự đồng thuận trong xã hội để củng cố địa vị thống trị của mình trong xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các chủ thể trong xã hội vào quá trình chính sách và thực thi công quyền. Trên đây là toàn bộ các thông tin cơ bản về định nghĩa, lịch sử của toàn cầu hóa và ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến thế giới và Việt Nam. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video. Đừng quên like, subscribe để cùng trao đổi thêm nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.